Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Hôm nay là một buổi sáng rất là đẹp trời và bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi xem thời tiết Đà Lạt sáng nay nha. Cái này là mình đi từ nhà ra đường thôi chứ không phải là mình đi ra đường chơi đâu các bạn. Đó, mình sẽ cho các bạn xem sơ một lượt. Thời tiết sáng nay thật sự rất đẹp ấy. Nếu như không có dịch thì là một ngày rất thích hợp để hẹn hò. Trời ơi, cái mình trốn giường đi ra ngoài phơi nắng, các bạn thấy không? Thích đi phơi nắng, mèo thích phơi nắng. Đi. Như các bạn đã thấy trong tiêu đề thì hôm nay chúng ta sẽ tiến hành làm món cà phê rất là hot trong thời gian qua, đó là cà phê bột biển. Mà với một đứa lười như mình đó, khi mà muốn uống cà phê mà phải đánh thế này này, kiểu liên cơ tay liên cơ chân á, thì rất là mình cảm thấy rất là tốn thời gian đúng không? Nên là hôm nay chúng ta sẽ thử một cách mới mà mình nghĩ là nếu thành công thì chỉ tốn 5 phút để chúng ta có thể thưởng thức được cà phê bột biển. Này, chúng ta bắt đầu nhé. Nguyên liệu rất là quen thuộc đây. Đầu tiên chúng ta sẽ có nếp cà phê. Mình đọc trên mạng với lại xem video thì mọi người bảo là cà phê không đường, không sữa, ưu tiên là không đường, không sữa. Và khi mà mình vô học viện, mình coi bài ở trong học viện bếp bánh của anh Nino á, thì mọi người bảo là cà phê có đường hoặc là cà phê hòa tay không được. Nên là nếu như có điều kiện thì mọi người nên mua loại này nha. Đó, hai gói, chúng ta có hai gói. Hai gói cho khẩu phần của mọi người. Tiếp theo đó là đường, các bạn thấy không? Đường. Các bạn có thể dùng, mình nghĩ là nếu như dùng có điều kiện dùng đường bột á thì nó sẽ mịn hơn. Nhưng mà vì nhà mình có cái gì mình xài cái đó nên là đường này. Rồi cuối cùng đó là nước sôi. Đây, nước sôi thì nào ở đây. Mình sẽ tiến hành cho cà phê vô. Tại vì tính của mình rất là bản nên là mọi người có thể dùng cái muỗng của mình thường mình ăn cơm để đông. Nhưng mà mình thấy nó có một cái độ lồi nhất định, cái ngày này thì nó sẽ đông không chính xác. Nên là mình dùng một cái dĩa có cái mặt thẳng như thế này để mình đông cà phê cho đúng luôn. Mình sẽ chế hai gói cà phê vô nha. Hai gói. Bình thường thì mỗi sáng thói quen của mình là sẽ uống một ly cà phê sữa. Mình thích uống cà phê sữa nóng đó. Nhưng mà hôm nay mình đã nhìn cà phê sữa để mình quay video này. Nói chung là cái món này nó hot quá nên là mình cũng rất là muốn làm thử luôn á. Trước giờ mình ít uống cà phê hòa tan á, tại vì mình thích uống cà phê mà cà phê hạt xay ra nguyên chất luôn á, uống nó xay mà nó đã lắm, kiểu uống kiểu tinh thần được lên á. Nhưng mà đó, vì món này mình nghĩ là dùng cà phê hòa tan vì một cái bí quyết gì đó mà nó phải là cà phê hòa tan. Các bạn thấy không, một phần cà phê như vậy có nghĩa là các bạn không cần phải quy ước nó ra là mình bắt một cần bao nhiêu cà phê, nhưng mà theo tỷ lệ đó là 1:1:1 thì sẽ là một cà phê, một đường và một nước sôi nha. Hơi sáng đúng không? Đó, thế này đi. Kéo ra. Xong rồi mình sẽ cân đúng cái lượng đường như vậy. Mình sẽ đo đúng cái lượng đường để mình bỏ vô. Đó, 1:1:1. Mình nghĩ là mọi thứ nó hơi tương đối một chút, mình xé dùm một chút chắc cũng không sao đó. 5 phút nha, nhớ 5 phút. Để bây giờ mình sẽ đi lấy nước sôi. Nè, hiện tại mình đang có nước sôi. Sôi này các bạn sẽ thấy khó được bóc ra không? Đó. Khuyến cáo là các bạn cứ dùng nước sôi để cho cà phê có chín nha. Xong rồi mình đo một lượng tương đương với lại cái lượng đường và lượng cà phê hồi nãy, xong rồi bỏ vào đây. Bây giờ là tôi biết lượng các bạn. Hôm qua mình đi chợ xong mình bảo là cô ấy bán cho con một cái đồ đánh trứng. Thì mẹ đó bà kêu là cái đồ đánh trứng đánh nó không tốt đâu con, nên là cô bán cho con cái phới này. Mình không biết cái phới này có phải là gọi gì, phới lò xo. Có bạn nào biết cách sử dụng không? Đánh lên. Đây là cái bước mà tốn thời gian nhất ấy. Các bạn có ai biết cách sử dụng cái phới này? Làm ơn hãy chia cho mình. Làm ơn. Mình không thể nên lấy chồng nếu như mà mẹ chồng cũng không thấy cái video này được. Cái phới này xài thế nào? Sao nó lại có nhiều cái lò xo như vậy? Các bạn thấy không? Mình đánh một hồi là cà phê nó sẽ hơi nở ra, nó sẽ lên một vài cái bọt như này nè. Mấy phút rồi? Mấy phút rồi mọi người?
nãy giờ mình đang bánh. Nhưng mà mình cảm thấy với cái sự lười của mình á, có thể món cà phê này nó hơi khó. Mà như thay thuộc các bạn thấy là mình kêu là 5 phút đúng không? 5 phút nên là người ta gọi đó là bí thuật các bạn. Bí thuật. Đây. Rất mong rằng với cái sự, cái này gọi là, người ta gọi là đó là dấu hiệu của sự lương liệu, thì cái sự lương liệu này sẽ giúp cho mình thành công. Trời, nó không thành công chắc quê lắm. Quê lắm các bạn ơi. Hello mọi người. Các bạn ơi, 5 phút, 5 phút yêu riêng. Này, mình cho các bạn xem tham khảo nha. Này mình thấy nó lọng lọng như này, mình để đến nhưng mà sai một lát nữa thì nó sẽ đọng lại. Bây giờ, mình có hai cái ly đá chuẩn bị sẵn đây. Đá thì thường mình thích cái loại mà đá cục đập ra, tại vì mình cảm giác là đá là uống cà phê nó sẽ lau tay hơn, nó làm cho mình có một cái gì đó rất là ngẫm nghĩ. Xin tiến hành cắt sữa. Sữa tươi này nè các bạn, có thể dùng sữa tươi có đường hoặc không đường, hoặc là nếu như mà các bạn không uống sữa tươi thì có thể là sữa bò, sữa, nếu nhà có sữa đặc đó thì các bạn có thể quấy sữa đặc nó cho mình sữa. Trời ơi, đây 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 đây, bây giờ mình sẽ tiến hành đổ cái này lên nha. Cũng hơi bọc biển cái mẹ đó. Thấy không? Đi uống sữa đi. Cái phần mà cà phê còn dư hồi nãy thì mình sẽ dùng để tạo một cái hình. Thôi im mẹ em ơi, một chút gì để thêm một chút tiền. Trời ơi, đổ đi cà phê của tôi. Các bạn thấy không? Thấy không? Nè, nhớ bánh thêm một xíu nữa thì nó sẽ đặc hơn nha. Vậy là chúng ta đã thành công với cà phê bọc biển và máy xay sinh tố. Hello, nè các bạn thấy không? Nè, mình sẽ quay gần hơn cho các bạn thấy được cái lớp của nó. Cái lớp kem nó rất là sánh mịn nè. Thấy không? Mình thì mình thích lẩm lẩm thế này một chút đó. Và hôm nay chúng ta có một vị khách mời rất là bất đắc dĩ đây, ở dưới đó nấu đồ ăn sáng vì mình bắt lên đây. Mẹ mình mới thấy cái mẹ chào các bạn. Bây giờ con mình ăn pha pha cái món gì đây, mình nói thật chắc mình ở nhà của mình không biết cái, những cái món này đâu. Cho nên cái này là cà phê gì con? Cái này người ta gọi là cà phê bọt biển của Hàn Quốc. Cà phê bọt biển để mình uống thử coi có ngon. Mình nhìn nó hấp dẫn lắm mấy bạn. Này một tầng sữa là cho sữa này, trên này là cà phê này bọt rồi. Bọt rồi cho mình. Lần đầu tiên mình được uống cái này con. Mình nó pha, nó làm cho mình uống ngay mấy bạn. Mình sẽ thử nha. Mời mọi người. Cái bọt của nó ngon lắm. 5 phút rồi. Cái bọt của nó ngon lắm mấy bạn. Nó béo béo béo. Dưới đó là sữa, ở dưới là sữa tươi không đường, ở dưới là sữa tươi không đường. Mẹ đây uống vậy là vừa chưa hay là phải nó này tí nó ngọt? Con thì con thấy nó vừa rồi. Không, mình uống như vậy là vừa rồi chứ nó ngọt quá nó cũng khó quá. Mình thì cảm thấy như vậy là vừa rồi các bạn, tại vì cái lớp bọt biển ở trên đó là lúc mình pha là mình đã có cho đường vào đó rồi, nhưng mà nếu như mà các bạn không có thích uống nó hơi đắng đắng một chút thì mình cho thêm nhiều đường, hoặc là cái phần sữa tươi ở dưới là sữa tươi không đường nha. Cái lớp ngon lắm mấy bạn. Cái lớp bọt biển này các bạn ha, nó rất là có độ sóng sánh và nó đặc sệt đó, nó như kiểu kem á này.
Nói chung là với một đứa lười như mình á thì mình nghĩ đây là cách mà tốt nhất để chúng ta có thể thưởng thức cà phê bọt biển hàng ngày luôn á. Tại vì nếu bắt mình đánh lần đầu tiên mình được uống cái ly cà phê này, công nhận nó ngon, nó vừa thơm này mà nó vừa cái lớp trên nó vừa quẹo là mà nó có bọt uống lắm, ăn luôn nó béo mấy bạn. Còn xuống dưới thì có sữa cái rồi này kia, mình quậy đều vào uống nó cũng ngon. Thơm. Nếu như mà các bạn bình thường sở thích của các bạn mà cà phê sữa hoặc là bạc xỉu thì hãy thử ngay món này nghe, rất là có thể uống xong là các bạn sẽ không muốn uống bạc xỉu nữa đâu. Nguyên lắm rồi. Uống xong cái ly này là gì? Mình thấy là cũng có thời gian mình bán cà phê, nhưng mà thật chất chưa có biết pha cái này. Đó, bây giờ con mình nó pha liền thì mình thấy uống ngon hơn cà phê đó. Thơm hơn, cái độ nó béo, nó hòa quyện với sữa với ấy, nó béo bọt nhưng mà nó bọt dây mà nó đặc chứ không phải là bọt mà bọt giống như cái bọt cà phê mà mình đánh lên nó là chỉ có là bọt không thôi. Còn cái này nó hòa quyện với cà phê rồi cái gì nữa đây, với sữa tươi. Nhưng mà chủ yếu cái đặc biệt của cái món này đó là cái lớp bọt biển trên á. Rất may đó là mình đã thành công với cái message sinh tố của mình. Ngon đấy. Từ nay đi chứ làm này lâu không con? 5 phút. À 5 phút thì chứ một ngày chẳng nhé. Cho mẹ ly mà. Vô mẹ, mình thấy các bạn. Vô mà đi. Cái này nếu mà mình chưa ăn sáng mình uống cái say. Hồi đó cà phê mình nghĩ là cái cà phê Hà Tây này nè thì nó sẽ không có đặc như là cái cà phê mà bình thường chúng ta hay uống là cà phê nguyên chất á, cà phê hạt xay ra, nên là nó cũng không sao. Nhưng mà nói chung là tốt nhất là các bạn cũng nên ăn sáng, tại vì bữa sáng là bữa rất là quan trọng cho một ngày và đầu đầy hứng khởi và tràn đầy năng lượng nhé. Uống xong nhớ như vậy, và nếu như mà các bạn sợ thì uống xong cái này nè nhớ uống ngay nước lọc, chúng ta có thể súc miệng tránh bị vàng răng. Ngon quá. Bớt. Được. Quá được. Trong cái thời gian dịch này con mình cũng đang ở nhà, thì thần nó làm bày thứ cho mình uống. Nhờ như vậy mà mình mới biết được chứ thật chất mình ở nhà, nói chung là chứ nội trợ không thì nấu ăn uống thì mình biết chứ mấy cái món này là của mấy đứa lớp trẻ nó mới lớn nó khám phá rồi. Mà không ngờ con mình nó làm cũng ngon ghê. Video này ngắn gọn vậy thôi. Mình nghĩ là nó sẽ ngắn gọn, mình mong là nó sẽ ngắn gọn. Và mình rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Và nếu như các bạn thích thì hãy like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Và chúng ta có thể gặp mẹ mình nhiều hơn nữa nhé. Bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn buổi sáng tốt lành. Có gì ủng hộ cho con gái mình rồi, có gì thích một món gì thì nó khám phá nó lại về nó làm cho ta kể nó, ta học hỏi cái này ta uống cũng vừa lợi thế nè. Đó, mà vừa phải mất công đôi khi nó lại với mình nữa. Ví dụ như ở ngoài nó pha có gì ngọt quá, có gì lạc quá, mình chứ tự mình pha làm tùy ý thích của mình. Nó quan trọng là cái lớp mà mình đánh cho cái bọt này nó lên là nó đã thấy ngon rồi. Tệ nha, bye bye. Bye bye.